Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần nghe qua câu chuyện về Cain và Abel trong Thánh Kinh Cựu Ước. Cain và Abel là hai người con trai đầu tiên của Adam và Eva sau khi hai người bị tước quyền làm con Thiên Chúa và tư cách quản trị vườn sự sống Eden. Truyện kể Cain làm ruộng và Abel chăn chiên. Khi hai người mang lễ vật của mình đến dâng lên Thiên Chúa, người ưu ái lễ vật của Abel có phần hững hờ với lễ tiến Cain. Điều này làm Cain rất buồn bực và tức tối trong lòng. Tại sao Chúa chỉ nhận lễ vật của Abel? Cain đã có lòng mang của tế lễ đến dâng hiến, tại sao Ngài lại từ chối? Nếu Chúa nhận của cả hai người thì chẳng phải mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi sao? Tại sao Ngài lại có một quyết định gây hiềm khích như vậy? Đến khi không thể kiềm chế được phẫn uất, Cain đã xông đến và giết chết em trai mình trong một lần dạo chơi ngoài đồng vắng. Nên hiểu rằng Thánh Kinh được viết trong nhiều hoàn cảnh nhận thức văn hóa, chính trị và xã hội khác nhau. Vì thế, chúng ta không thể lý giải tình tiết câu chuyện này bằng suy luận hoặc nhân sinh quan thông thường của xã hội hiện đại. Thay vào đó, hãy cùng nhau lắng nghe thông điệp từ câu chuyện Thánh Kinh, gắn kết chúng chặt chẽ với cả bối cảnh lịch sử và bối cảnh văn học của câu chuyện. Trong tiếng Hebrew cổ xưa, ngôn ngữ gốc của bản văn Cựu Ước, tên gọi Cain là Caniti, có nghĩa đạt được, giành được, chiếm hữu được. Ý nghĩa này được xác định rõ ràng trong câu chuyện. Khi sinh ra Cain, bà Eva đã thốt lên: "Tôi đã đạt được đứa con này nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa." Các bản văn Thánh Kinh phổ thông từ nay chỉ được dịch đơn thuần là sinh ra, tạo ra, làm nên. Như vậy đã không truyền tải trọn vẹn được ý nghĩa của nguyên bản. Tên gọi Cain là một cách diễn tả thái độ chiếm hữu cho khát khao có được thành tựu, cho nguyên tắc sống và làm chủ cuộc đời ta. Cain là khởi nguồn của lý tưởng sống, ta được định hình bằng những gì ta đạt được. Hay nói cách khác, những gì ta sở hữu sẽ cho ta quyền lực. Khi Cain dâng của lễ cho Chúa Trời, ông không dâng lên với sự nhận biết mình hữu hạn. Ông không dâng lên với nỗi kính sợ của kẻ biết mình nhỏ bé, chỉ tồn tại duy bởi một hơi thở, mỏng manh. Trái lại, ông đã dùng của lễ như một vật đánh đổi lấy quyền lực. Ta đưa ra những gì ta có thể được công nhận để được cất nhắc lên cao. Chính vì lẽ đó, Thiên Chúa đã khước từ của lễ được dâng lên bởi một thái độ ngạo mạn, một triết lý tôn thờ bản thân, vì đơn giản đó là một cuộc đổi chác. Còn Abel trong tiếng Hebrew của tác giả câu chuyện được viết là Heaven, có nghĩa là hơi thở. Trong văn hóa Do Thái, hơi thở là hình ảnh ước lệ dùng để chỉ linh hồn. Điều này có thể được quan sát thấy ngay trong câu chuyện sáng tạo. Sau khi nắng nên hình người từ bụi đất, Chúa Trời đã hòa hơi thở vào để ban cho họ sự sống và linh hồn. Heaven còn có một ý nghĩa khác là vô ích phù phiếm. Hai từ nghĩa này kết hợp nói lên một trong những nguyên tắc nền tảng của triết lý Do Thái. Cuộc sống này chẳng có gì nhiều hơn một hơi thở. Mọi vinh hoa vật chất cuối cùng sẽ chẳng có giá trị gì. Vì tất cả những gì phân cách loài người giữa sự sống và cái chết rốt lại chỉ là một hơi thở mỏng manh. Con người thực chất không sở hữu gì cả. Tất cả mọi sự, từ thiên nhiên, sức khỏe, sự sống, của cải, quyền lực đều thuộc về Thiên Chúa. Như vậy, cái tên Abel nhằm ám chỉ sự hữu hạn của cuộc sống loài người, qua đó thừa nhận địa vị của vật thọ tạo và thái độ thuận phục đối với đấng tạo hóa. Thank you.
thiên thần được lệnh trục xuất Adam và Eva ra khỏi vườn Eden vĩnh viễn. Khuôn mặt thiên thần đượm vẻ sâu muộn, do thanh gươm ánh sáng dung lên thực hiện bản án lưu đày. Vốn dĩ thanh gươm kia chỉ để đánh đuổi ác ma quỷ quái, vậy mà hôm nay phải giằng lòng mà giáng trên kiếp sống của hai con người mang hình ảnh và thần khí của Thiên Chúa. Thanh gươm ánh sáng cắt đứt hoàn toàn lối về chốn trăng thanh gió mát, cỏ ngọt hoa thơm với ngàn muôn thụ tàu xinh đẹp yêu kiều. Phút dài khờ của người đàn bà nhẹ dạ đã làm đổ ập bất hạnh xuống trên hai thân phận mỏng manh. Thiên Chúa nhìn theo dáng đi thiểu não của hai người, tiếng khóc thúc thích của Eva rõ mồn một dưới trời đêm sa mạc mênh mông. Người chạnh lòng thương, nhưng người cũng rất công minh. Án phạt dành cho Adam và Eva là cuộc lưu đày. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không hoàn toàn lãng quên thụ tạo chính người ưu ái chia sẻ hình ảnh và thần khí. Điều đó không thể thay đổi. Hơn nữa, lý trí và tình yêu nơi họ không vì thế mà bị Thiên Chúa giáng cấp cho ngang hàng với sư tử, linh dương, hoặc mất đi khả năng chọn lựa khôn ngoan như những loài vật sống một đời theo bản năng thuần túy. Trong thể xác con người vẫn còn sự sống là hơi thở của Thiên Chúa thổi vào, nên từ trong thâm sâu nỗi khát vọng chan chứa của con tim, con người vẫn hướng về Thiên Chúa. Án lưu đày và sự chết không bóp nghẹt tự do hướng về Thiên Chúa của họ. Đó là khác biệt giữa họ và đoàn lũ ác thần Lucifer phản nghịch, cũng hướng về Thiên Chúa, nhưng là đối tượng để trả hận, chứ không phải khao khát trở về trong người như những đứa con. Thánh Kinh thuật lại: Adam ăn ở với Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói: nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người. Bà lại sinh ra Abel, em ông. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Cain làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Thiên Chúa nhìn thấy những cơ cực kiếp nhân sinh phiêu bạc, người thực hiện lời hứa lúc khởi đầu công trình sáng tạo đối với cả hai người: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Thiên Chúa không trục xuất con người tới nơi đầy diêm sinh, lửa nóng như đoàn lũ Lucifer, mà ban cho họ một chân trời trần tục, tước lấy sự sống vĩnh viễn mà bắt muôn loài chịu cảnh diệt vong, tái sinh rồi lại diệt vong lẫn quẩn không lối thoát. Vì sinh ra Cain và Abel là hành vi độc đáo, họ được Thiên Chúa trao quyền sáng tạo con người theo hình ảnh mình, được chia sẻ sự sống cho muôn thế hệ. Ngoài trừ đời sống vất vả lao động và án phạt sự chết, hầu như con người vẫn còn những giá trị cao đẹp, lưu truyền sự sống, bảo vệ sự sống, có tự do, ngôn ngữ, biết suy nghĩ và có tình yêu nồng hậu. Tuy vậy, cái ác cũng len lỏi vào trong cuộc sống con người vì họ đã không còn được thanh gươm ánh sáng bảo vệ khỏi tà kiến, tạp niệm. Khi Cain và Abel dâng lễ vật lên cho Đức Chúa, Đức Chúa chỉ đoái nhìn đến lễ vật của Abel mà không đoái nhìn đến lễ vật của Cain. Ông giận lắm, sa sầm nét mặt. Đức Chúa phán với Cain: tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Cain nói với em là Abel: chúng mình ra ngoài đồng đi. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Cain xông đến giết Abel, em mình. Cain thảm sát Abel là câu chuyện điển hình mà từ đó đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong loạt các cách khác nhau, trong chuỗi kéo dài vô tận giết bị giết, chỉ vì những nguyên nhân hết sức trớ trêu. Như một quy luật tiếp sau Abel là vô số nạn nhân của sự đam mê đen tối nhất của tâm hồn nhân loại. Lịch sử con người bắt đầu chìm trong tham lam, giận dữ, ghen tị là nằm móng cho nhiều tội ác. Kết quả của sự cách xa mặt Chúa, cơ hội cho Satan
tự tung tự tác. Sau biến cố tang thương ấy, Thiên Chúa tìm gặp Cain và chất vấn ông: Abel em ngươi đâu rồi? Cain thưa: Con không biết. Con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán: Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Cain thưa với Đức Chúa: Hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Đức Chúa phán với ông: Không đâu, bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain để bất cứ ai gặp ông sẽ không giết ông. Cain đi xa khuất mặt Đức Chúa và ở tại xứ Nốt về phía đông Eden. Như vậy đó, Cain có khước từ Thiên Chúa một cách triệt để mà dấn thân vào tội ác khủng khiếp, thì Thiên Chúa vẫn không báo thù trên sinh mạng ông. Tác giả Thánh Kinh đã trình bày quan điểm nhất quán của Thiên Chúa, luôn kiên nhẫn chờ đợi ngày trở về của tội nhân. Ý tiền định của Thiên Chúa được hiểu là tiền định yêu thương. Mọi người được sinh ra đều được Thiên Chúa yêu thương cách này hay cách khác. Thiên Chúa làm mưa cho nắng trên người lành cũng như kẻ dữ. Người không thiên vị ai. Con đường về của Adam và Eva cũng đã được người hoạch định trên chính con một là Đức Giêsu Kitô. Ý nghĩa của câu chuyện Cain còn đi xa hơn nữa. Con người có tự do hoàn toàn nhưng lại luôn thích mạo hiểm, bất chấp mọi tai ương đang rình rập phía sau hành vi tội ác. Chính con người sẽ chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân của mình về sau. Cain là biểu tượng trách nhiệm của con người. Trách nhiệm về bản thân, mà trong bản thân ấy có chen lẫn ánh sáng và bóng tối. Từ đó gây nên một mâu thuẫn nội tâm. Xung đột nội tại diễn ra kịch tính thường xuyên trong tâm hồn con người, biểu hiện bằng sự chia cắt giữa Abel và Cain, mâu thuẫn có lúc trầm trọng. Câu chuyện là hình tượng mẫu cho xung đột không khoan nhượng sâu thẳm trong ý chí con người. Đến nay chưa có con đường giải thoát triệt để nếu không có cách thực hành như Đức Kitô, từ bỏ chính bản thân mình, hay là bỏ đi tư ngã để sống cho tha nhân với mối hài hòa dung hợp, yêu thương, vì mang lấy hơi thở của Thiên Chúa. Con người được thôi thúc tìm cách chiến thắng cái ác từ trong thẳm sâu của mình. Đây chính là thông điệp thống thiết kêu gọi hòa bình, hòa hợp để hóa giải hiềm khích, xung đột cần chiến thắng sự dữ nơi chính mình trước. Bởi vì sự dữ từ trong nội tâm con người làm náo động, gây nổi loạn, đưa tới trạng thái mất trật tự. Nơi Cain, những mâu thuẫn phát sinh ra hiềm thù, ghen tị, cạnh tranh, chà đạp, xúc phạm đến quyền sống của con người. Điều này vẫn có nơi con người thời đại. Ẩn ý sâu xa của câu chuyện là lời mời gọi thiết tha: hãy tái lập trật tự con người, thiên nhiên, Thiên Chúa, ổn định trật tự nội tâm hướng về điều lành, quy hướng về Thiên Chúa, đón nhận Chúa Thánh Thần nguồn mạch sự bình an. Khi trật tự nội tâm đã yên ổn, sợ gì không thể sống chung cùng nhau trong sự khác biệt. Vì trong Thiên Chúa, mọi khác biệt được đón nhận để trở nên duy nhất. Đại ngã quy hướng của mọi tiểu ngã đang phân mảnh trong từng người, từng kiếp sống. Giả như Cain quy hướng về Thiên Chúa, thì con đường ân sủng của ông hẳn sẽ rất khác với câu chuyện đã viết trong Thánh Kinh về ông.